Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay ngày 26 tháng 9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố với các sở ngành địa phương. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Hôm nay ngày 26 tháng 9, Đà Nẵng ghi nhận 8 ca mắc mới đều thuộc quận Hải Châu. Nhà nằm trong kiệt hẻm, trong đó 6 ca mắc là F1 đã cách ly tại nhà. 2 ca mắc còn lại nằm trong phạm vi 2 gia đình, là 1 ca trong khu phong tỏa tại kiệt 86 đường Đống Đa, phường Thuận Phước, 1 ca chưa cách ly tại kiệt 368 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận. Trước đó, kiệt 368 Hoàng Diệu đã 2 lần phong tỏa. Ca tại kiệt này xác định có nguồn lây là ở ổ dịch cũ trước đó từ ngày 5 tháng 9. Có 47 xã phường là vùng xanh, còn 9 xã phường chưa đạt. Thành phố chỉ còn 12 điểm phong tỏa tại quận Hải Châu và Liên Chiểu. Trong ngày hôm nay, ngành y tế đã xét nghiệm được hơn 73.000 lượt người. Thành phố đã điều trị khỏi 76 bệnh nhân COVID-19, có 1 trường hợp tử vong và còn đang điều trị cho 497 bệnh nhân. Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 756.000 liều. Trong cuộc họp, các sở ngành địa phương cũng có ý kiến đề xuất về phương án phòng chống dịch trong tình hình mới, như là việc kiểm soát người vào thành phố. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng lưu ý việc rà soát chốt tại vùng xanh, đề nghị các địa phương để lại chốt trong khu dân cư, dỡ bỏ chốt trên đường chính. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, các địa phương có ca mắc tập trung quản lý chặt khu cách ly y tế, khu có nguy cơ cao. Qua xét nghiệm đại diện hộ gia đình, vẫn còn phát hiện nhiều ca trong khu phong tỏa, điều này cho thấy có nguy cơ bùng phát trong cộng đồng.